Sa xin kính chào tất cả các bạn và quý vị. Cho các bạn ngắm một cây bông trang vàng đây các bạn này. Cây vàng rất đẹp. Đang lọc lá đầy đủ đây các bạn nhé. Đang có nụ này. Đang rất nụ này. Cây này 1-2 tháng nữa là kín hoa luôn các bạn ạ. Đây là nụ răm nhỏ này. Đây nhé. Răm nhỏ này. Xa cho các bạn xem dáng bay nhỏ thôi. Cây này để bán ăn nước và phòng trà rất đẹp. Chậu Đồng Nai các bạn ạ, chậu Đồng Nai mới, dòng Đồng Nai mới không phải dòng Đồng Nai cũ, nhưng nó là chậu Đồng Nai lục giác đơn cao. Cây này nhiều lục lắm các bạn ạ. Tháng hơn tháng nữa là rất nhiều hoa đây. Để trên xuống các bạn xem. Cây này giá cả cũng bình thường không các bạn, cũng không nỗi cao. Nếu bạn nào có yêu thích thì alo trực tiếp số điện thoại mình ghi trên màn hình. Cây này cũng gọi là mini thôi chứ chưa phải là siêu mini. Đây tiện đây mình cho các bạn xem luôn một cây cũng trang đỏ đây. Trang đỏ đấy các bạn này. Rất nhiều lụ luôn này. Cũng đang bay. Cũng đang bay đấy các bạn. Đây. Lụ búp rất nhiều luôn nhé. Cái này cũng hứa hẹn trong vòng 1-2 tháng nữa là rất nhiều hoa luôn, hoa nở rộ luôn. Đây lụ đây các bạn này. Cho các bạn nhìn từ dưới lên trên này. Cái này cũng giá cả cũng thật tình hợp lý thôi, không có nỗi gì đắt cả các bạn ạ. Đây này, tay răm này, giả mốc hết rồi này các bạn này. Các bạn có yêu thích thì có thể alo trực tiếp. Cây này bình thường tán cành bóng đã ấm rồi. Các bạn có về có thích sửa lại vẫn được. Cây này gì? Cây này không nặng. Cũng bắt nó ngon. Cho các bạn xem kỹ đây. Đứng xa các bạn xem tổng thể nhé. Cái đá ở bàn trà rất đẹp các bạn ạ. Bạn có thích cây nào cứ alo trực tiếp số điện thoại ghi trên màn hình nhé. Bác ấy không gì đánh xe đây không mà bọn em về là không sao. Đây, lụ rất nhiều các bạn ạ. Rất ấm bóng nha.
video này mình xin kết thúc tại đây. Chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.